Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các địa phương như Bình Định, Quảng Ninh, Nghệ An. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ bản hoàn tất. Các địa phương đã tích cực chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thi, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi đảm bảo đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 được tổ chức trong các ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 2012. 6 môn thi tốt nghiệp gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ hoặc vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý. Các môn vật lý, hóa học, ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý sẽ thi theo hình thức tự luận.